tiết kiệm tiền triệu phí chuyển khoản mỗi năm với gói tài khoản không phí bằng cách đăng ký hoặc chuyển đổi gói ngay trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, vô cùng đơn giản. Thực hiện đăng nhập ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Vào mục tài khoản, chọn tài khoản cần đăng ký chuyển đổi và nhấn link đổi gói tài khoản. Lựa chọn gói tài khoản muốn chuyển đổi theo nhu cầu. Gói Smart được các bạn trẻ tin dùng. Gói Plus phù hợp với khách hàng giao dịch tài khoản thường xuyên. Gói Premium đặc biệt dành cho khách hàng ưu tiên của Vietinbank. Hạn mức giao dịch lên đến 15 tỷ đồng mỗi ngày. Duy trì số dư bình quân tối thiểu từ 2 triệu để được miễn các loại phí. Miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống. Miễn phí quản lý tài khoản. Miễn phí dịch vụ iPay. Miễn phí thông báo biến động số dư tài khoản. Xác thực giao dịch chuyển đổi gói tài khoản. Nhanh chuyển đổi gói để tiết kiệm chi phí. Tận hưởng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile hoàn toàn miễn phí.